Đây là khu vực của đồi Mộng Mơ đúng không cháu? Cháu cũng không biết. Khu vực của đồi Mộng Mơ kết hợp với thung lũng Tình Yêu. Đúng rồi. Cháu chụp hình ơi, đây có phải là khu vực của đôi Mộng Mơ hồi trước không? Dạ, đôi Mộng Mơ bên kia không? Ừ, đôi Mộng Mơ bên kia, bên chỗ cầu kính phải không? Đúng rồi. À. Đi bộ sang cháu. Trời ơi, xa đó. Ủa, thế là sao bên đó không có xe được qua hả? Đôi Mộng Mơ nó sát nhập với lại thung lũng Tình Yêu rồi. Đi vào kia có hai ông gác kìa. Khoa ơi, đi vào kia có hai ông kia gác kìa. Rồi bắt đầu đến khu vực cầu kính. Chúng tôi đang tiến dần đến khu vực cầu kính ở thung lũng Tình Yêu. Cầu kính, cầu kính. Đà Lạt bây giờ đang nắng nè. Nói là rét mà cuối cùng lại đang nắng như đổ lửa. Ui, kia mới đẹp nè. Rồi bây giờ họ hỏi họ đi đi vô chỗ soát vé bên này nè. Còn ai nữa, thiếu ai nữa gọi vào đi. Ôi trời ơi, có xe không? Xe ở đây thì không có, thì mình phải đi bộ từ đây xuống cái cổng rồi đi lên trên đó khoảng 3 là đi ở đây sang cũng được chứ. Dạ không được rồi. Đây là lối ra. Đây là lối ra hả? Dạ vâng. Ui trời ơi, thế là đi trên đó khoảng đi, đi. Lúc đầu ta đi luôn đi. Mua vé rồi. Hay là mua vé rồi thì cho đi cổng bên này được không? Dạ không được ạ. Lỡ đến đây rồi, giờ đi lên đây kia sao quá à? Đấy, cái cầu kính là ngay đây rồi mà mua vé rồi mà không được lên. Xuống quán mãi ở chỗ cái điểm mình mua vé lúc đầu. Đúng rồi. Đầu lên. Đấy cái điểm xuống. Ui sao rồi. Còn điểm lên điểm nào? Điểm lên điểm nào? Cái vé riêng của cầu kính lúc đó mình mua là bao nhiêu hoa lan hoa nhỉ? Hả? À 100 là của hộ khẩu ở Lâm Đồng. Rồi điện thoại hết tiền. Rồi cầu kính ngay đây rồi mà chưa được lên. Ui giời. Thế là múa công chiêng ở đâu? Thôi tạm thời tắt đã nha. Tạm thời tắt đã. Bây giờ đang chuẩn bị đi lên điểm cầu kính đây. Kết thúc tại đây đã nha. Lên cầu kính quay nha.